Xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trải bài. Rốt cuộc tình cảm của họ đối với bạn là gì? Đây là video chọn tụ bài. Các bạn sẽ chọn một cây thước và mình có 3 cây thước. Cây thước màu xanh dương, màu xanh lá cây và màu hồng. Các bạn sẽ cảm nhận theo năng lượng của mình, chọn một cây thước phù hợp với năng lượng của mình nhất. Và mình chỉ nói những điều cần nói, chứ không phải nói những điều bạn muốn nghe. Và các bạn tiếp nhận thông điệp một cách cởi mở nhất nhé các bạn. Sau đây là các trái bài của các bạn. Xin kết nối với các bạn chọn cây thước màu xanh dương. Và người hỏi trái bài là một người có hình ảnh rất là đẹp. Đây là một người rất lý tưởng cho cái truyền thống của gia đình. Nhưng mà không phải trong tình yêu nha các bạn. Bạn phù hợp để lập gia đình hơn là làm người tình. Bởi vì sự ân cần, quan tâm, chăm sóc của bạn rất là chỉnh chu. Thực sự bạn ghi điểm trong mắt của mọi người. Nhưng mà đôi khi cái sự hoàn hảo của bạn là áp lực rất lớn cho đối phương của mình. Với những cái đối tượng mà chưa đủ chín chắn, chưa hiểu được cái giá trị cuộc sống, họ sẽ không nhìn nhận ra cái sự tuyệt vời này của bạn. Bạn cũng đại diện cho sự chung thủy nữa nha. Ta đối với bạn là sẽ không có chuyện bắt cá hai tay hay lừa dối. Nhìn thấy ở trong bạn có một sự hy sinh rất là lớn cho cái tình yêu đôi lứa. Nếu bạn có gia đình là bạn sẵn sàng hy sinh tất cả để vun đắp cho gia đình của mình. Nhưng có việc này bạn phải lưu ý là bạn phải lưu ý chăm sóc bản thân của mình, nhớ chiều chuộng yêu thương bản thân mình. Vì chính như thế mới gây được sự chú ý để mà đối phương có thể gắn bó bạn lâu dài, để họ biết giá trị của bạn là gì. Và trong trải bài này xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi, một là mẹ của bạn hay là mẹ của họ, hoặc là một cái người nào phụ nữ nào đó trong cái mối quan hệ thân thiết của các bạn ngăn cản mối quan hệ giữa hai bạn đến với nhau. Cho dù bà ấy có muốn hay không thì bạn phải tìm hiểu xem giới hạn của bạn nằm ở đâu, và vấn đề này là bạn giải quyết chứ không phải do cái người phụ nữ ấy giải quyết nha các bạn. Ngoài ra các bạn cũng phải tránh những cơn bốc đồng quá mạnh mẽ. Các bạn nhớ rằng là việc mà gặt hái được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống á, bởi vì chúng ta sống rất là tử tế. Với cái quan điểm đó thì hoàn toàn là phù hợp với trong cái mối quan hệ tình cảm mà các bạn đang nuôi dưỡng. Vấn đề kìm hãm cảm xúc của bạn là một vấn đề bạn cần phải lưu ý rất rất là nhiều trong thời gian tới nha các bạn. Bởi vì một khi mình nói cái việc gì đó cần phải đúng thời điểm và cũng như là đúng không gian thì mình mới nói được. Chứ còn không mình nói nhiều khi gây ra hậu quả rất là nghiêm trọng. Và theo năng lượng của trái bài á, là cho thấy á, cái mối quan hệ của bạn đổ vỡ á, là do cái bản ngã của bạn quá là cao. Do những cái tham vọng lưng lý cái mối quan hệ và những cái tự tin quả quyết của bạn mà làm cho phá hủy hoàn toàn. Với áp lực phá bỏ mọi thứ không còn gì hết đó các bạn ơi. Đây là một cái sự hủy diệt cái đường tình yêu của các bạn. Nhưng mà nó cũng là một cái cơ hội để cho các bạn nhìn nhận và làm lại từ đầu. Thứ bị phá hủy ấy có lẽ sẽ không cần cần thiết, và nó được xây dựng trên một nền móng sơ sài. Bạn sẽ có một cái sự thay đổi rất là lớn về ngoại hình cũng như nội tâm của bạn. Nhưng mà các bạn đừng có đau buồn, nhiều khi cái sự phá hoại này chính là không phải là sự trừng phạt mà đó là ơn huệ. Bởi vì vũ trụ và tâm trí không cho phép con người bị cầm tù trong cái ảo giác về nhục dục cũng như là đắm chìm những cái sai lầm đó. Có còn duyên hay không mình nghĩ là hết rồi nha các bạn. Bởi vì đã qua cái giai đoạn bùng nổ bạo lực, nhiều trạng thái được thiết lập rất là lâu để phá hủy cho một cái mối quan hệ đổ vỡ thật sự. Và các bạn lưu ý là mình không muốn cái năng lượng của lá bài là có xu hướng công kích niềm tin hoặc giá trị của người khác. Tệ hơn là sẽ hạ bệ những cái người mà chỉ trích họ. Cái điều này các bạn không nên áp dụng trong cuộc sống mình nha các bạn. Vấn đề tình yêu là vấn đề tôn trọng cần được các bạn quan tâm nhất. Từ đó bạn mới có thể được cái tình cảm của người ta. Còn cái việc mà không tôn trọng thì dẫn đến cái chuyện chết vùi trong cái đau thương mà thôi các bạn ơi. Chỉ khi nào các bạn có thể thay đổi bản thân mình cũng như là sửa đổi những cái lỗi lầm từ những cái bài học quá khứ thì các bạn mới có thể sẵn sàng cho tình yêu. Hiện tại bây giờ cái sự sống độc thân là cái thứ an toàn nhất cho các bạn. Và đối với một số người thì có lẽ là sẽ cảnh báo về sự thay đổi trong tình yêu. Nó có thể đến từ bên ngoài và đến từ chính cái đối phương của bạn. Bạn có thể cảm thấy khá sốc, nhưng bạn cần phải đối mặt với nó. Bởi vì bạn mà càng tré nánh câu chuyện thì càng sẽ tồi tệ hơn các bạn.
Đây là cái thời điểm mà các bạn phải cảm thấy mất niềm tin nhất về khía cạnh tinh thần. Tại sao bạn bị số phận đùa cợt bạn vậy? Bạn mất sự tin tưởng về thế giới tâm linh. Bạn nhớ là bạn phải giữ vàng về tinh thần của mình. Hãy để cho trải nghiệm của mình để nhận ra những cái điều đó, chứng minh cho một bài học của mình học được sau này, để mình đối xử với những người khác trong những mối tình tiếp theo của mình, để mình có được hạnh phúc viên mãn nha các bạn. Đây là một cái bài học, chứ không phải là một cái vấn đề tổn thương gì hết. Các bạn nên nhớ như vậy. Đừng bao giờ nhận cái tổn thương đó về mình. Chỉ xem đây là một bài học để mình tiến tới trong những cái mối tình khác mà thôi. Bởi vì khi bạn mang cảm giác tội lỗi hay là hối hận, nó sẽ đem cái năng lượng chúng ta xuống rất là thấp. Mà cái năng lượng thấp như vậy, các bạn sẽ khó mà thay đổi được bản thân của mình, cũng như là thu hút những người tốt đến với mình. Mà các bạn sẽ tiếp tục thu hút những con người tương tự như vậy đến cuộc sống của mình. Chỉ khi nào bạn thay đổi năng lượng của mình, thay đổi tư duy của mình, thay đổi tất cả về của mình, thì bạn mới thu hút được một cái người khác hẳn cái người gặp trước kia. Và sau đây là thông điệp của Oracle muốn gửi đến cho các bạn. Và bởi vì bây giờ hai người là không bị ngắt kết nối rồi, và bạn của bạn chỉ xem bạn là bạn thôi, nhưng bạn lại muốn là cái tình bạn nó phát triển hơn là để trở thành tình yêu. Và bạn cũng biết rằng bạn đã vượt quá mức giới hạn cho phép. Xin kết nối với các bạn chọn cây thước màu xanh lá cây. Bạn là một người đang đắm chìm trong quá khứ, có một sự mất mát lớn lao, và bây giờ nó vẫn còn ảnh hưởng đến bạn. Vì bạn chỉ chăm chăm nhìn vào nỗi đau của mình mà quên đi những cái thứ thay đổi tốt đẹp xung quanh. Có thể bạn nói với mọi người là bạn quên rồi, nhưng thực sự là bạn vẫn còn suy nghĩ về nó rất nhiều. Khi có một cơ hội mới đến hoặc mọi người quan tâm đến bạn, thì bạn cứ trả lời như vậy à. Bạn vẫn chưa chịu chấp nhận về sự thật, về những chuyện cũ đã kết thúc. Điều quan trọng là không phải cứ tiếc nuối những thứ đã qua là nó sẽ lại trở lại. Hãy biết tôn trọng hạnh phúc hiện tại của bản thân cũng như những người quan tâm đến bạn. Và có thể là các bạn ích kỷ của bản thân của bạn khi bạn cố chấp không tha thứ cho đối phương. Bạn làm cho mọi việc quá lên hết. Không nên vì sự ích kỷ mà làm tổn thương người khác, cũng như là bạn từ bỏ tất cả. Bạn hãy nhìn vào mặt tích cực hơn là nhìn thấy mặt tiêu cực. Tôn trọng những gì còn sót lại hơn là cứ trách cứ tiếc nuối việc đã qua. Đó chính là những gì mà trải bài nhấn nhủ đến bạn. Và bạn luôn luôn suy nghĩ về cái lợi ích của người khác mà bạn không suy nghĩ cho chính bản thân mình. Tại sao các bạn không lại quan tâm đến mình khi bạn vẫn còn sống và tồn tại? Và bạn xem cái tôi của mình giống là cái cơ thể của mình vậy đó. Những cái lợi ích đó nó sẽ giúp chúng ta có yếu tố căn bản để mình có thể ảnh hưởng tới người khác. Bạn phải đặt câu hỏi ra, bạn có hạnh phúc không? Tất cả mọi thứ là tôi muốn hay là người khác muốn? Và các bạn hãy nhớ rằng cái việc chính cái tôi mới là cái căn bản, cái cơ bản nhất để mà các bạn có thể thực hiện cái việc khác. Các bạn đừng có suy nghĩ về những cái tổn thương khi xưa nữa. Bạn hãy thấy đó là một cái bài học để các bạn rút kinh nghiệm. Đừng quán trách hay giận hờn ai hết. Lấy cái bài học từ cái sự việc đó để mình có thể trở thành một phiên bản tốt hơn. Mình tập sống bao dung hơn. Đừng có xem xét bản thân mình nữa, mà hãy tìm giải pháp tốt nhất cho tất cả mọi người, bao gồm cả bạn. Như những cái gì mình trải bài lúc nãy, các bạn đang thực sự vùi đầu trong công việc để các bạn có thể quên được cái người đó. Tại sao vậy các bạn? Có một thông điệp là chúng ta phải tìm cái giải pháp dành cho chính bạn, chứ không cái phải giải pháp cho người nào khác hết. Bạn không cần phải cố gắng chuyển hóa bất cứ ai khác theo cái lối suy nghĩ của mình. Và các bạn rất e sợ khi cái việc mà các bạn liên hệ với họ, có thể họ đã lóc hoặc khóa bạn tất cả mọi thứ rồi. Hãy suy nghĩ bình tĩnh và cẩn thận điều gì đã gây ra rạn vỡ trong mối quan hệ. Hãy lấy đó làm bài học và chân thật với bản thân mình, rồi hãy chân thật với người đó và biết chấp nhận thực tế, bao dung, để chuyện đó chỉ là một bài học cho mình để mình tiến tới những lần sau, tránh đổ vỡ tương tự. Và tiếp theo là sẽ sự suy nghĩ của họ trong đêm về cái mối quan hệ giữa bạn và họ như thế nào. Và năng lượng của họ, họ suy nghĩ gì? Họ cảm thấy là họ làm việc quá sức và phải chịu trách nhiệm quá nhiều. Những gánh nặng sẽ khiến cho họ đổ quỵ và kiệt sức trước khi họ muốn cái gì đó. Và bản thân họ cảm thấy rất khó khăn, và họ đang rơi vào những cái bước trách nhiệm và giải quyết cái vấn đề. Và họ thấy là chỉ có họ mới là người giải quyết vấn đề mà họ đã gây ra mà thôi. Khi vậy,
họ để cho một cái sự áp bức trong thời gian dài để mà họ tìm từ cách giải thoát cho bản thân mình. Mình không biết là bây giờ họ đang trong cái mối quan hệ nào nữa, mà cái suy nghĩ của họ là họ cảm thấy bị quá sức và nỗ lực cho cái mục tiêu này, và họ ôm đồm những việc mà không phải là của họ, kiểu như họ đang bị lợi dụng trong công việc. Họ cảm thấy là họ bị quá nặng nề trong công việc, họ cần ai đó quan tâm và ai đó để chia sẻ. Và bản thân họ cảm thấy là họ đang ôm quá nhiều gánh nặng bởi đối phương, cái người họ đang quen là một người khá cao ngạo, và người đó đã hao tâm tổn sức để chứng minh tình cảm của họ đối với người đó, và họ bị tổn thương rồi bạn. Và họ là một cái người dùng lý trí để kiểm soát cái bản thân của mình. Họ có xu hướng từ chối cảm xúc của họ, và họ cho rằng tình cảm cho người khác và mang điểm yếu và phơi bày là sẽ không tốt cho họ, cho đó họ giữ cái đó trong lòng rất là nhiều. Khi họ có cảm tình hay là suy nghĩ gì đó, họ bị cố gắng che giấu cảm xúc nhất có thể. Và bản thân họ phải hiểu được là thể hiện lòng trắc ẩn như thế nào, làm cách nào để có họ phải bày tỏ lòng yêu thương và vẫn giữ đúng cái bản chất của họ. Họ nên tạo ra ranh giới cho chính bản thân mình trước khi xem xét và áp dụng ranh giới ấy cho người khác. Hiện tại họ đang vẫn tìm kiếm một cái người yêu đích thực ở khắp mọi nơi, bởi vì họ không thấy cái chân yêu chân thực nằm ở đâu hết bạn. Tại vì họ chưa tìm được cái bản ngã của mình, chưa biết mình muốn gì và cần gì, bởi vì họ chưa dám thể hiện, và họ tưởng cái thể hiện bên ngoài của họ là cái suy nghĩ của họ, nhưng thực sự không phải vậy. Và khi mà họ tìm được một ai đó mà họ yêu, họ tôn trọng, thì họ sẽ yêu họ người đó một cách vô điều kiện. Mình không biết cái năng lượng này là họ dành cho bạn hay là họ dành cho một cái người mà họ đang quen nữa. Thì cái này một cái gì đó mình rất là thấy là khó xử. Nhưng ở phần của bạn á, là bạn đang còn sống với quá khứ rất là nhiều, và họ hình như đã bước đi ra khỏi mối tình này rồi các bạn ơi. Qua cái năng lượng của các bạn là còn suy nghĩ về chuyện cũ quá nhiều. Các bạn phải hiểu rằng cái việc bạn quán trách là một loại cảm xúc xấu nhất, khiến cho mối quan hệ thêm căng thẳng và mâu thuẫn trở nên kịch liệt hơn. Nó chỉ không khiến cho sức khỏe và chính bản thân của bạn xấu đi, mà nó còn khiến cho những người khác á, sẽ dần dần xa lánh bạn. Khi bạn còn quán trách hay là ân hận về cái việc cũ đó, thì hai cái việc này chính là hai loại độc dược. Nó có thể làm giảm đi cái nhiệt huyết chính bạn, phá hủy đến ý chí, hạ thấp địa vị của mình, hủy hoại cả tâm và thân của con người. Xin kết nối với các bạn chọn cái thước màu hồng. Và các bạn có lá bài 8 gậy. Và các bạn cũng có lá bài The Fool. Kế đến là các bạn có lá bài 4 tiền. Và mình sẽ chia sẻ các bạn cận kẽ từng lá bài ngay sau đây. Và vị trí của lá bài 8 gậy này trên trải bài sẽ giúp quyết định xem là thông điệp của lá bài đang nhắn đến bạn là gì. Vì nó nằm ở vị trí quá khứ nên cái lá 8 gậy này nó nhắn rằng có một khoảng thời gian nào đó trong cuộc sống của bạn, tình cảm của hai người là vô cùng thuận lợi. Và nếu như cái mối tình cảm của hai người bây giờ nó cảm thấy là chật vật, bởi vì cái lá bài này đã cảnh báo bạn một điều rằng các bạn đã không có tận dụng được cái cơ hội của bạn có lúc trước. Vì bởi vì trong chuyện tình cảm thì cái lá bài 8 gậy này cảnh báo rằng cái việc bạn ép buộc một mối quan hệ diễn ra như mình muốn với người yêu của bạn sẽ dẫn đến một kết cục rất thảm hại nha các bạn. Bởi vì các bạn cứ giữ một cái hình ảnh là tại sao tình cảm của bạn không được tiến triển như theo cách mà bạn mong đợi. Và trong cái giai đoạn này, bạn thực sự không có bình tĩnh. Và mọi thứ thực ra rất là tốt hơn bạn tưởng. Và có thể bạn đã đang nghi ngờ cái sự không chung thủy của người đó, nhưng thực tế nửa kia chẳng có làm gì hết đó các bạn. Và mình mong là các bạn phải tự hiểu rằng trong tình cảm, cái việc mà các bạn tìm được một người phù hợp là rất là tốt rồi. Nhưng mà các bạn nên nhớ là tình cảm không có sự ép buộc, không có sự phán xét, không có sự thiếu tôn trọng ở đây. Và các bạn cũng phải để cho họ tự cảm nhận được điều tương tự. Bạn nên nhớ là chậm mà chắc nha bạn nhé. Và cái điều mà bạn cần học ở quá khứ là các bạn phải tìm cách các bạn quản lý được cảm xúc của mình về những cái lựa chọn khi đó. Và nhớ rằng mọi thứ đều
nằm ở phía bạn. Bạn sẽ hành động với bản thân mình tốt hơn, tìm cách sửa chữa những thứ mà bạn thấy thất vọng bằng những hành động, chứ không phải bằng lời nói nha các bạn. Và bởi vì khi đó cả hai bạn đều không có giải bài tâm tư của mình với đối phương, mà các bạn phải mạnh dạn hơn nếu như bạn có cơ hội gặp lại người này. Và trong cái mối quan hệ của bạn có nhiều cái mâu thuẫn, nhưng mà cả hai không chịu ngồi xuống tâm sự cùng nhau, chia sẻ tâm tư, để cách là hai người sẽ gần nhau hơn. Sự cứng đầu và sự chờ đợi của cả hai đều không có tác dụng gì trong tình yêu cả. Lá bài này nó báo rằng các bạn phải có sự giao tiếp. Chỉ khi bạn và người ấy vào cuộc nói chuyện rõ ràng thì mọi chuyện mới được giải quyết. Và lời khuyên cho các bạn là tất cả các bạn hãy tập sự kiên nhẫn và những gì đang và sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Mọi thứ đường đột và gấp gáp đều có thể làm hỏng tình cảm của cả hai. Và kế đến là các bạn có lá đờ phua. Cái lá bài này được đánh số 0 trong bộ ấn chính, thì nó đại diện cho một khởi đầu mới. Bạn sẽ bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời. Cái lá bài này nó không có vị trí cụ thể, nên nó có thể coi là cái việc này có thể mở đầu hoặc kết thúc cho mối quan hệ của bạn. Nói lên cái việc bạn nên sống ở hiện tại, tinh thần bạn xông pha, hành động của bạn đôi khi rất còn bộc phát. Đây là lúc mà các bạn phải đẩy cái niềm tin và quên đi những cái sợ hãi trong lòng mình. Tin là những gì con tim bạn mong muốn, nó bộc lộ một tiềm năng rất là vô hạn. Và vấn đề các bạn có nên tiếp tục hay chờ đợi, nó tùy thuộc vào ở phía bạn. Bởi vì đây là một lá bài nó có hai mặt các bạn. Một là các bạn sẽ khởi đầu mới lại từ đầu, hai là các bạn sẽ kết thúc nó. Do đó các bạn, nếu bạn muốn giữ cái tình cảm của mình tiếp tục, thì các bạn phải thay đổi mình, các bạn phải làm một cái gì đó đó mới mẻ, và các bạn phải bắt đầu một cuộc phiêu lưu, một hành trình mới, để cho người đó hiểu tình cảm của bạn như thế nào. Và bản thân bạn cũng phải thay đổi cho hợp, biết cách yêu như thế nào, hiểu và tin người đó như thế nào, thì từ đó tình cảm của hai người mới phát triển được. Và nó cũng yêu cầu các bạn phải nên trở về với con người nguyên bản của mình và rời bỏ những khía cạnh cũ kỹ trong cuộc sống của bạn. Và nó cũng nhắn rằng bạn có thể thực hiện bất cứ thứ gì nếu như bạn đặt tâm trí vào việc đó. Và chính lúc này bạn hãy nắm bắt và sống trọn vẹn với tình cảm của bạn dành cho họ. Tuy nhiên, nếu các bạn đang trong một mối quan hệ, thì lá bài này gợi ý là cái hành động bộc phát của bạn mà bạn làm cho mọi thứ bất ngờ, như chạy trốn người tình, hoặc các bạn làm trận lầm thượng, các bạn gây khó dễ cho họ, đây là một cái điều bạn phải xem xét lại. Vì mọi thứ đang xảy ra có thể làm cho các bạn được hạnh phúc hay các bạn không hạnh phúc là do cái sự bộc phát và sự bình tĩnh của bạn quyết định rất là nhiều. Tuy nhiên, cái sự xuất hiện của lá bài này nó chỉ thị là tình yêu của bạn bắt đầu lại từ đầu và thử vận may thi một lần nữa, cái khoảng thời gian tốt đẹp sẽ đến với bạn. Và có một lời nhắn nhủ là các bạn phải hoàn thành những cái việc mà bạn bỏ dở, thì sau đó bạn mới bắt đầu những cái thứ khác được. Các bạn phải kết thúc cái mối tình mà các bạn cảm thấy đau khổ và các bạn mới có thể bắt đầu một mối tình mới. Hay là các bạn phải có sự thay đổi từ chính bản thân mình, từ đó cái tình cảm của hai bạn sẽ phát triển hơn. Và các bạn nên nhớ rằng cái sự hăng hái trong hành vi của lá bài này nó sẽ trở thành một sự thiếu kiên nhẫn và vô trách nhiệm. Bạn có thể ra những quyết định rất là tồi vào những cái dịp tình cảm của hai người và thực sự khiến bản thân của mình trông như là kẻ ngốc về các bạn. Do đó các bạn phải cẩn thận, nghĩ kỹ trước khi bạn quyết định làm gì trong tương lai. Đây không phải là lúc mà hành động theo bản năng và bộc phát nữa. Bạn cũng nên tham khảo những ý kiến của người khác có kinh nghiệm hơn trong tình yêu, hoặc là nên học những lớp thấu hiểu mình, thấu hiểu người yêu mình và học hiểu cách yêu, tin tưởng và cũng như là đặt niềm tin vào họ nhiều hơn. Khi lá bài này xuất hiện trong lá bài tình yêu thì gợi ý rằng cái nhu cầu tự do độc lập của bạn sẽ có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ rất là nhiều, nên phải cẩn thận xem là mình thực sự muốn gì nha các bạn. Và khi lá bài 4 tiền này xuất hiện là nó đại diện cho một nhu cầu được kiểm soát được cái tình huống và cũng có nhu cầu được quyền lực, thì mình không có hiểu là nằm ở phía bạn hay phía họ, nhưng mà nó đại diện đặc tính đi liền với sự tiêu cực nha các bạn. Và nếu được hiểu theo cái chiều hướng này thì các bạn nhắc nhở các bạn là đừng có khư khư giữ chặt những cái mọi thứ mà mất đi cái nhìn tổng thể.
nói rõ cái nhu cầu cơ bản của mình. Đó là cái sinh tồn bằng chính bản năng của mình nha các bạn. Và điều quan trọng là các bạn phải đánh giá nghiêm túc lại cuộc sống của mình, xem rằng là những gì bạn có thể thả tay, hoặc là có quyền lực nào mà bạn có thể từ bỏ, từ đó khiến cuộc sống của bạn sẽ được hạnh phúc hơn. Và thông điệp của trải bài cũng nhắc đến các bạn rằng hãy lùi lại một chút. Bởi vì các bạn trong mối quan hệ thì nó có mang ý nghĩa là hai người đang ở rất xa nhau. Và nếu như các bạn có cơ hội gặp lại nhau thì các bạn hãy ngừng lại những cái việc mà làm cho đau khổ, gây khó khăn cho người khác. Bởi vì một mối quan hệ lành mạnh là một mối quan hệ có sự yêu thương, có niềm tin vào người đó, và các bạn phải đem cho họ sự thoải mái, đặc biệt đáp ứng được nhu cầu cơ bản của họ, tôn trọng họ và đó để cho họ thể hiện bản thân của mình. Đây là một trong những cái việc rất là quan trọng bạn phải cần nhớ. Và bạn nên nhớ rằng các bạn đừng có nghĩ là mình đang thoải mái với tình cảm của mình mà các bạn không có tu sửa bản thân của mình. Lúc đó bạn quên đi những cái mục tiêu mà cả hai người định ra trong tình cảm, từ đó cũng rất dễ để tình cảm của hai người ra xa. Và nó cũng có một lời cảnh báo là các bạn phải chắc chắn con đường bạn chọn nó sẽ không có dẫn đến con đường u sầu và sự cô đơn. Đã đến lúc các bạn phải thay đổi của mình đối với tình huống hiện tại và tình cảm của hai người để tránh ra những khó khăn phía tới đang xảy ra với bạn. Và bạn phải đặt câu hỏi là liệu là bạn có cư xử tốt trong cái mối quan hệ của hai người này không? Nếu như bạn không có thay đổi bản thân của mình thì chính bạn sẽ đạp mọi người ra xa hơn, đặc biệt là những người mà ngay từ ban đầu họ đã muốn theo đuổi bạn, muốn xây dựng tình cảm với bạn. Và cái bạn cần là phải nhận ra sai lầm trong quá khứ để học hỏi và tiến bộ hơn. Và lá bài này nó cũng thể hiện ra có sự sợ hãi, ngần ngại trong mối quan hệ. Về cơ bản là cảm giác này nó sẽ mang đến một cái tình yêu rất là tiêu cực. Có thể bạn hoặc người yêu của bạn đang muốn kiểm soát cái người kia quá nhiều, hoặc là các bạn đang muốn kiểm soát tất cả mọi việc trong tình cảm. Và cái việc kiểm soát hay lị tình này đều rất là không tốt trong cái mối quan hệ. Vì tình yêu đích thực của một cặp đôi là phải luôn dành cho nhau những không gian riêng, và người kia cũng không được bao giờ kiểm soát người còn lại dù bất cứ lý do nào. Và các bạn phải đánh giá lại bản thân mình một cách nghiêm túc về tất cả những cái bạn đang có bị bám víu vào tình cảm này không. Cái việc không dính líu cũng là một trong những hình thức giải thoát. Hãy tìm hiểu về các cơ quan năng lượng của cơ thể mình, suy nghĩ xem những thứ đó hoạt động ra sao. Hãy mở lòng với sự thay đổi, vì thay đổi luôn diễn ra không ngừng. Hãy bắt đầu từ chính nơi nội tâm của bạn. Và sau đây là thông điệp Oracle của thiên thần muốn gửi đến cho các bạn, là các bạn phải sống thực tế với chính bản thân của mình. Khi mà bạn tách rời cái nhận thức về cả cơ thể, về thế giới vật chất của mình, thì bạn trở nên rất là vô hồn. Mặc dù bạn sẽ cảm thấy dễ chịu trong cái vùng an toàn của mình, nhưng mà công việc của bạn là phải chú ý đến cái việc bạn đang làm ở hiện tại.